Rồi chào các em nha. Bây giờ mình vô bài giảng phenol thuộc khóa học online nền tảng hóa 11 tại tự học hóa.vn nha. Thầy là Lâm Mạnh Cường. Đây là bài giảng cuối cùng của chương này rồi. Kết thúc chương này mình sẽ vô chương cuối là chương uh, hợp chất carbonyl được chưa? Xong chương đó là mình kết thúc hữu cơ 11 là xong chương trình đó 11 luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ vô khái niệm thế nào là phenol trước. Phenol là những hợp chất hữu cơ à phenol nó có thể là một chất nha các em mà nó cũng có thể là những hợp chất tức là nó là tên của một chất hoặc là tên của một cái nhóm chất mà có cái cấu tạo giống giống nó luôn ha được chưa phenol nó là tên của một chất hoặc một nhóm chất cho nên khi đọc đề nhớ đọc đề cho kỹ nha người ta cho là một phenol cho cái chất phenol hay là cho một cái hợp chất phenol đọc tùy ngữ cảnh nha để mình biết được người ta đang nói cái gì rồi bây giờ những hợp chất hữu cơ đó nó có một hay nhiều nhóm hydroxy liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzen cái nhóm hydroxy này nếu mà liên kết với carbon no thì nó là alcohol mình học trong bài trước đúng không nhưng mà bây giờ nó không liên kết với carbon no mà liên kết với carbon không no mà cái carbon không no đó phải thuộc vòng benzen nữa thì nó sẽ ra hợp chất của phenol ha đây đây là phenol đơn giản nhất còn đây là ví dụ nó có hai nhóm OH gắn trực tiếp vào benzen cũng được gọi là phenol luôn hoặc là nó có một nhánh hoặc nhiều nhánh những nhánh này no hay không no thì nó cũng đều là phenol cả vì nó có nhóm OH gắn trực tiếp vào benzen là được nha các em. Bên này thì nó có hai vòng benzen thì cũng được luôn nè. Chỗ này nói thêm một chút nha. Cái này có nhiều bạn sẽ thắc mắc chỗ này nè đúng không? Nếu mà các em thấy cái chỗ này nó không đủ ba liên kết bi nó không phải vòng benzen là sai nha, nó cũng chính là một vòng benzen đó. Tại vì nó có cái sự cộng hưởng ở đây. Cái quá trình cộng hưởng đó thì các cái e trong này nó sẽ di chuyển vòng 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 hết trong xuyên suốt cái mạch này luôn và nó không phân biệt cái vị trí của liên kết bi đó đâu Nó sẽ di chuyển vòng vòng hết ví dụ như là e trong này nè nó sẽ đi xuống đây cái cặp e này xuống đây tạo thành nối đôi chỗ này cũng được rồi nó dời qua đây rồi nó dời qua đây cũng được nó sẽ đẩy các cái e trong nó đi vòng vòng được chưa và cuối cùng là tạo ra một cái hệ thống là liên kết pi nó sẽ di chuyển vòng 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 hết nó sẽ không có dừng lại cố định ở đâu cả ha được chưa nó sẽ coi như là phân tán đều hết và các cái liên kết này mình học trong cái vòng benzen là nó bằng nhau hết đúng chưa nếu mà mình vẽ lại công thức như thế này đi mình vẽ lại công thức này nha ví dụ cấu tạo nó như này Cố tình vẽ cho bên này nó thành cái vòng benzen đi. Cố tình vẽ cho bên này nè, nó thành cái vòng benzen như thế này. Rồi OH cắm vào đây. Thì bên kia nó sẽ thành là hai liên kết pi chỗ này. Nó vẫn như nhau nha, hai cái chất này là một nha các em, là cùng một chất. Rồi, biểu diễn kiểu gì cũng được ha, mình phải hiểu đây cũng chính là một cái vòng benzen nha. Tiếp theo là nó có ba nhóm OH gắn trực tiếp vào benzen thì nó cũng được xem là phenol luôn. Nói chung là có OH gắn vào trong vòng benzen là được những cái phenol này người ta có thể phân loại ra thành là monophenol mono là một các em tức là nó có một nhóm OH giống như là chất này chất này với chất này nè đúng không đây những hợp chất này là monophenol còn nếu mà nó có nhiều nhóm OH thì được gọi là polyphenol poly là nhiều đó kia từ hai trở lên là số nhiều rồi đúng không nó sẽ là hợp chất keto này nè với lại là reverse strong này nè nó là hai cái hợp chất mà nó có hai nhóm OH phenol và ba nhóm OH phenol ha cái tên gọi ở dưới này nó đều là tên gọi theo kiểu thông thường hết ha, trừ cái thằng này thì được chấp nhận là tên theo danh pháp của yu-bắc thôi. Còn lại bên dưới này thì nó là cái hợp chất tên theo kiểu thông thường ngắn gọn. Đọc chi tiết lên rất là dài nha các em. Rồi, bây giờ mình vô thẳng cái ví dụ số 1 vẽ cấu tạo luôn nè. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các cái hợp chất chứa vòng benzen có công thức C7H8O2. À O thôi, C7H8O thôi. Bây giờ mình đang dừng lại ở một ô thôi, từ từ ha. Mình sẽ đi tới những cái bài tập có nhiều ô sau. Rồi, bây giờ mình sẽ tính cái số liên kết pi và vòng của nó ra. Nó có thể là K là delta là chỉ số thiếu thiếu hụt hydrogen là HDI cũng được. Tùy ha, miễn sao nó đúng công thức là 2C. 2C trừ H cộng 2 tất cả chia 2 thôi ha. Rồi, ở đây là 14 trừ cho 8 là 14 trừ 8 là 6, 6 cộng 2 là 8 chia đôi là 4 đúng không? Vậy là số liên kết pi và vòng là 4. Mà cái vòng benzen thôi, pi và vòng cộng lại cũng bằng 4 rồi ba liên kết pi vào cái vòng sáu cạnh cộng lại với nhau là bằng 4 rồi cho nên các cái công thức phân tử như thế này mình chưa vẽ nhưng mà mình biết là nó không có liên kết pi nào ngoài vòng benzen nữa tất cả các cái nhánh bên ngoài đều phải no rồi bây giờ mình vẽ đầu tiên trước nè ô thì mình có thể bắt đầu từ oh đúng không ở đây người ta đâu nói là phenol đâu nha nói lại nha ở đây mình phải bắt buộc vẽ tất cả các loại ở đây đầu tiên thì mình sẽ vẽ alcohol trong bài trước trước đi quen thuộc trước nè ch 2 oh rồi đúng không c hai rồi OH gắn ở đây không gắn trên vòng benzen thì đây không phải là phenol thôi game tiếp theo bây giờ mình sẽ vẽ phenol trong bài hôm nay cho OH gắn trực tiếp vào benzen luôn đi như thế này OH gắn trực tiếp luôn thì cái vị trí còn lại mình có thể cho nó thành là uh, Octometabara octo meta para đúng không cái CH3 còn lại chứ đúng không để thầy copy ra luôn cho nhanh nha nó sẽ còn một công thức của ether nữa đó đây thì sẽ vẽ đây là octo rồi đúng không meta para đúng chưa rồi ở đây mình sẽ bôi một cái h đi thay vì nó có nhóm oh bây giờ nó không có nhóm oh nữa nó nằm giữa của vòng benzen với một cái nhánh ch 3 được chưa rồi bây giờ đọc tên từng cái này chất đầu tiên là dễ rồi đúng không mình đọc tên chất này rồi bên cái bài alcohol rồi nè đọc theo kiểu tên gốc chất thì đây là gốc gì đây đây không phải gốc phenin ha gốc phenin là tức là chỉ kể vòng benzen và cái hóa trị thôi đây là cách ra một c nữa đây không phải phenin mà đây là benzin thôi các em đây là benzin alcohol benzin alcohol rồi tiếp theo mình có thể đọc theo kiểu tên thay thế thì đây chính là mạch chính một c methanol đúng không mới gắn cái gốc phenin lúc này cái này mới là gốc phenin là được nha các em đây là phenin phenin rồi tới methanol ha methanol cái tên thứ hai dính liền không có dấu cách nha còn tên đầu tiên thì nó là tên gốc chức phải cắt ra phần gốc của phần chức. Được rồi. Tiếp theo nè, mình tới những cái chất ở giữa. Chất này mình phải đọc theo kiểu là phenol rồi ha. Hợp chất này là phenol rồi, gắn nhóm metin vô. Mình phải đánh số bắt đầu từ nhóm OH nha các em, vị trí số 1, vị trí số 2 đây. Trên đây là hai metin thưa các em. Hai metin. Hai metin phenol đúng không? Hai metin phenol. Rồi hợp chất dưới này thì mình sẽ đọc nó là Uh, 3 methin phenol đúng không? 3 methin phenol. Rồi hợp chất cuối cùng mình sẽ đọc là 4 methin phenol ha. Chất này thì nó hơi cao quá đây thì đẩy lên. Nè, đây nó là ba methin 4 methin phenol. 4 methin phenol. Rồi, thì cách chất này ra luôn đi. Rồi, bây giờ mình sẽ được là được ba chất giữa đúng không? nhưng mà thật ra ba chất giữa này nó có tên thông thường là prison nữa nè tên bên này nè prison nè ha thì nó có chữ o này là vị trí Octo đó em thì bên này cũng vậy ha đây chính là Octo prison nè Octo prison prison theo kiểu s ha này chưa? tiếp theo mình xoay xuống vị trí meta đúng không chỗ này là vị trí cách ra một c đây là meta meta prison rồi tiếp theo là para prison ha para vị trí này là vị trí bara mấy cái chữ octometa bara này là biết nghiêng đó nha thực ra các em cũng không cần quan trọng cái này quá chẳng qua thầy muốn viết cho nó chuẩn luôn ngay từ đầu đó rồi octometa bara resort đó là tên thông thường ha ở trên đó là tên thay thế theo iub rồi rồi cái chất cuối cùng chất này là ether đúng không cái này thì không có trong bài học của mình nhưng mà trong bài alcohol thầy có giới thiệu sơ qua rồi đọc được đọc luôn đi đây mình sẽ đọc là phenin đúng không rồi tới metin không cái nào trước chữ m chữ b nào trước m n o p đúng không tức là m nằm trước chữ p phở cho nên đây là metin trước metin rồi tới phenin cắt ra nha metin phenin rồi ether là ete đó metin phenin ete đó rồi vậy thôi đó là tên của những cái hợp chất mà có công thức c c bảy h tám o nhưng mà thực ra trong bài học hôm nay của mình mình chỉ nghiên cứu tới những cái chất phenol thôi thì mình chỉ cần để ý ba chất giữa này là chính ha thì sẽ đổi màu nó một cái được chưa còn hai cái chất màu đỏ hai bên là mình làm thêm cho mình biết là nó có cái đồng phân Rồi vậy là mình xong cái câu ví dụ số 1 về đồng phân và đội tên rồi đúng không? Bây giờ mình qua cái phần tính chất vật lý Ở điều kiện thường thì mình phải biết phenol nó là chất rắn tinh thể không màu ha Nó giống giống như cái cục đường vậy đó các Nhầm lẫn ăn là, là tiêu luôn nha, tại vì nó độc đó Nóng chảy ở 43 độ C, tức là nó nung lên tới cỡ hơn 40 độ, bắt đầu nó chảy thành dạng lỏng ha Dễ chảy rửa và chuyển sang màu hồng do bị oxy hóa bởi oxygen trong không khí nó cộng với O2 nó sẽ chuyển ra hợp chất màu hồng và nó sẽ tiếp xúc với da nó sẽ gây bỏng gây kích ứng trên da đó thì uh, chỗ này thì mình sẽ cần nhớ cái quan trọng nhất của cả cái đoạn đầu tiên này nè là cái chất rắn tinh thể các em phải thuộc cái này cho thầy nha cái này lên lớp 12 rất dễ bị gài trong mấy cái đề thi nè cái anh chị bị hai thầy dạy mấy năm trước thì đều là mắc cái lỗi này lúc mà người ta hỏi phát biểu đúng sai á này cha thì để sai cái chỗ này nhiều nhất tại vì quen thấy cái nhóm OH cái quen kiểu alcohol nó là chất lỏng rồi đó cái nhớ luôn phenol là chất lỏng là sai nha ở đây phenol nó phải là chất rắn do cái cấu trúc của nó phẳng nó dễ sắp xếp chồng khít lên nhau dễ tạo liên kết hydrogen liên phân tử cho nên nó sẽ tồn tại được ở dạng tinh thể rắn rồi tiếp theo ha bây giờ mình tới cái nội dung tính chất vật lý tiếp theo là cái nhiệt độ sôi nhiệt độ sôi của phenol nó sẽ cao hơn hẳn so với các cái arin halide có phân tử khối tương đương gần nó và nó là do cái liên kết hydrogen liên phân tử, tức là giữa các phân tử phenol với nhau Nó nối lại với nhau bằng các liên kết hydrogen như thế này Nối liền lại với nhau Rồi, còn aryl halide là cái gì? Aryl halide tức là những cái giống như phenol này đó Nhưng mà thay cái nhóm OH bằng Cl, bằng Br kiểu như vậy ha Thì đó là những cái gắn cái chữ halide đó vô, tức là gắn cái nhóm halogen, dẫn xuất halogen vô Còn aryl tức là cái vòng thơm hay kem rồi nó có phân tử khối tương đương thì nó sẽ gần như là bằng nhau về số electron mà đúng không nhưng mà nó khác biệt nhau là ở chỗ cái độ phân cực của liên kết và nó có chứa cái h linh động để nó tạo được liên kết hydrogen các cái arin halide thì nó có lưỡng cực vĩnh cửu đó, đúng không nó tạo ra được cái tương tác và der van tốt cho nên nhiệt độ sôi nó sẽ cao hơn hydrocarbon nhưng mà nó lại thua cái tương tác của cái cái khả năng hút nhau của cái liên kết hydrogen cho nên ở đây là phenol nó sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn, nhiệt độ nóng chảy cũng cao hơn hẳn luôn. Rồi, phenol tan vô hạn trong nước. Ở đây là ở trên đó mình giải thích nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao của phenol là do nó tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử giống nhau với nhau. Còn phenol tan vô hạn trong nước là nhờ nó tạo được liên kết hydrogen phân hydrogen luôn nhưng mà không phải với nhau mà là với với nước đúng không? Nó có thể tạo được nhiều liên kết hydrogen với nước, phenol với nước, nước với phenol. Thì nó sẽ tan vô hạn trong nước giống như alcohol vậy đó. Nhưng mà nó lại ít tan khi mà xuống nhiệt độ bình thường 20 độ C thì nó sẽ giảm nhanh độ tan luôn. Chỉ cần nào mà thấy từ 66 độ trở lên đó, nó mới tan vô hạn. Còn 20 độ C thì nó sẽ không tan tốt mà nó tan ít thôi. Nó tan 8 gam nó có tan nhưng mà ít ít hơn so ít hơn hẳn luôn đúng không? Từ uh, vô hạn xuống còn có 8 trên 100 gam nước. Rồi tức là cái dung dịch bảo hòa 108 g dung dịch của phenol mà không hòa tan thêm phenol nổi nữa, 108 g dung dịch đó thì nó sẽ có 8 g là phenol ha. Phenol tan tốt trong các dung môi hữu cơ như là ethanol cũng cũng do cái nguyên nhân là nó tạo được liên kết hydrogen với ethanol đúng không? Và nó cũng phân cực cho nên nó tan tốt trong dung môi phân cực như là aceton. Và nó cũng có cái đầu kém phân cực nó cũng tan tốt trong ether này chưa? Và những cái dung môi khác luôn hữu cơ, nói chung là phenol nó dễ tan. Rồi, vậy là mình xong về tính chất vật lý rồi ha. Bây giờ mình sẽ vô cái câu ví dụ số 2 ứng dụng luôn nè. So sánh nhiệt độ sôi của benzen, uh, phenyl chloride và phenol, thì mình sẽ biết được benzen thì nó chỉ có cái tương tác uh, tạm thời và đầu ban thôi đúng không? Cho nên nó sẽ có nhiệt độ sôi thấp nhất. Phenyl chloride nó sẽ có tương tác với đầu van -Ban vĩnh cửu đúng không? Do là cái liên kết phân cực hẳn là đúng không? Về phía của CL còn phenol nó có phân tử khối gần gần đó nhưng mà nó sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn hai thằng còn lại do là nó có liên kết hydrogen liên kết hydrogen là tương tác uh, liên phân tử mạnh nhất rồi được chưa rồi đó là do nhiệt độ sôi của phenol nó sẽ cao hơn so với phenin chloride rồi cao hơn là benzen nha rồi ở đây nếu mà muốn giải thích uh, vì uh, phenol uh, có liên kết hydrogen liên phân tử mạnh nhất rồi đúng không phenol có nhóm oh nên có liên kết hydrogen à, mạnh nhất à, phenyl chloride phenyl chloride có lưỡng cực vĩnh cửu đúng không nên tương tác đợt và được va đúng không tương tác đợt và được va thầy viết tắt nha mạnh ở đây người ta không yêu cầu mình giải thích chẳng qua thầy viết thêm thôi đây mình chỉ cần dừng lại chỗ so sánh như là đề bài là đủ đủ rồi đây thì muốn giải thích thêm cho các em hiểu sâu hơn cho nên cái tương tác van động van của cái phenyl chloride nó sẽ mạnh hơn đúng không mạnh hơn so với uh, mạnh hơn so với benzene đúng không tại vì benzene lúc này nó chỉ có cái lưỡng cực tạm thời cảm ứng thôi đúng không chỉ có lưỡng cực tại vì nó là hợp chất không phân cực mà lưỡng cực tạm thời hoặc là cảm ứng giữa các cái phân tử với nhau thôi rồi, cho nên tương tác và được van trong benzen nó sẽ kém, kém nhất. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần tính chất hóa học của phenol ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ hiểu thế nào là cái quá trình cộng hưởng chỗ này cái đã. Có thể là nhiều bạn không học sâu về bên chuyên thì các em có thể bỏ qua phần này cũng được. Nhưng mà đây thì nói luôn cho bạn nào hiểu được thì hiểu ha. Sử dụng cái này cho nhiều cái tính chất sau này của vòng benzen nữa. Thì nếu mà hiểu được cái này thì các em sẽ làm rất là tốt những cái tính chất của vòng benzen sau này nha đặc biệt là những cái phản ứng mà thế đó phản ứng thế mình sẽ hiểu được tại sao nó sẽ vào vị trí octo tại vị trí meta tại sao nó vào vị trí para kiểu như vậy ha rồi ở đây thì sẽ vẽ thêm cái uh, liên kết o với h chỗ này ha rồi đây là cái bộ khung thì copy cái bộ khung này ra đã để xíu nữa nó sẽ di chuyển thành là ba công thức đó phần màu đỏ này là cái uh, hệ thống liên kết sigma đúng không Bây giờ những cái electron không tham gia liên kết và những cái electron liên kết pi thì mình sẽ biểu diễn bằng màu xanh ha. Đầu tiên là cặp e trên ô này nè, mình biết là nó không phải là một cặp e đâu đúng không? Nó là hai cặp e nhưng mà chỉ có một cặp e tham gia quá trình cộng hưởng này thôi, mình chỉ biểu diễn cái đó thôi ha. Thì cặp e này nó sẽ di chuyển xuống dưới đây, đầu tiên nó di chuyển xuống dưới vào benzene. Nó sẽ tạo thành một cái liên kết đôi chỗ này ha, một liên kết pi chỗ này. Mà cách tính điện tích hình thức thì mình đã học ở bên bài À, bên bài liên kết cộng hóa trị rồi. Ở đây thì nhắc nhanh là mình sẽ chia đôi cái này ra ha. Coi như là hai electron ban đầu của O bây giờ nó chỉ còn một cái của O thôi. O mất đi một electron. Một cái O, một cái e trong còn lại cho cái C bên dưới rồi. Cho nên O lúc này nó sẽ tích điện dương thôi kem do nó mất một trong mà. Đúng chưa? Nhưng mà ba cái liên kết pi còn lại trên một benzen nếu mà nó vẫn nằm như cũ á, thì nó sẽ không bền vững được. Tại vì C lúc này cái C chỗ này nó bị hóa trị 5 mà. Nên C ngay góc chỗ này hóa trị 5 mà cho nên cái e trong này là nó mới đi cặp e này nó mới đi ra chỗ khác nó đi ra cái c ngoài này đó lúc đó nó sẽ đạt được cái c ở giữa chỗ này nó mới chuyển thành hóa trị 4 được đúng không và bên này nó lại cái cặp e trong uh, liên kết pi này nè nó lại chuyển thành là e trong không tham gia liên kết ở ngoài này được chưa lúc này gặp hai e trong này thì người ta có thể gom chung lại thành là một điện tích âm đó tại vì c lúc này nó đang có một liên kết với h rồi đúng không ở đây nó có một cái h này nè là c này nó đang là có ba e lấy trong rồi bây giờ thêm hai e trong nữa là c đó có năm e trong tức là nó dư một cái trong so với trước đó nó có bốn đúng không cho nó tích điện âm chỗ này rồi nhưng mà uh, nếu mà chỉ dừng lại đây thì nó đâu lát nữa nó sẽ không giải thích được cái chuyện là phản ứng nó sẽ thế vào cái chỗ para nữa cho nên mình sẽ cho nó di chuyển cái e trong này xuống dưới cái liên kết tiếp theo luôn ha nó sẽ di chuyển xuống đây để vẽ như vậy cho nó dễ hiểu nó di chuyển xuống cái liên kết này cũng lại một lần nữa ha điện tích dương chỗ này cái này vẫn giữ như cũ nè nhưng mà nếu liên kết bi đó nó dời vô đây thì cái C chỗ này nó đang có H nữa là đúng không? C này hóa trị năm mà. Đúng không? Cho nên nó sẽ không bền. Lại một lần nữa. Khi mà nó di chuyển như vậy thì cái liên kết bi này nó sẽ lại chạy. Đúng không? Điện tích âm nó sẽ đẩy điện tích âm đi. Và nó làm cho bên dưới này tích điện âm. Đúng chưa? Rồi tiếp tục, liên kết pi này nè nó lại cái gặp cái, cái, điện tích âm này nè nó lại di chuyển qua cái vị trí bên này. Thì cái liên kết pi này lại chạy qua đây, đúng không? Lúc đó thì nó sẽ tạo ra được cái hệ thống liên kết pi kiểu như này. Được chưa? Nó sẽ tạo được liên kết bi kiểu như này và điện tích âm nó nằm ở đây. Được chưa? Và tiếp theo nó lại trả trở về đây. Để liên kết bi này trả ngược cho ô, lúc đó ô sẽ trung hòa điện tích ở bên dưới nó lại quay trở lại là ba liên kết bi xen kẽ nhau trong một menzen nó lại quay về công thức như như ban đầu. Được chưa các em? Đây là mình vẽ các cái dạng cộng hưởng của phenol đó các em? Từ từ lên mà phần chuyên bên hữu cơ thì các em sẽ gặp cái phần này sau. Còn bạn nào mà không học sâu về hữu cơ thì các em có thể hiểu là cái electron nó sẽ đẩy nhau và nó di chuyển vòng vòng trong vòng benzen và nó sẽ tập trung điện tích âm ở vị trí nào. Cụ thể là tập trung điện tích âm ở chỗ vị trí octo nè đúng không? Para nè, rồi octo bên này. Hai vị trí trái phải nó đều là octo hết ha. Rồi, đó. Cho nên ở đây thì nó được giải tỏa điện tích ra. E trong nó sẽ không phải tập trung ở mỗi ô mà nó được giải tỏa xuống bên dưới vòng benzen. Đó là cái đặc tính của vòng benzene này, nó khác biệt hẳn nhờ cái quá trình này mà cái tính chất của phenol nó khác biệt hẳn so với alcohol. Rồi, bây giờ vì như vậy vì ô nó mất bớt electron mà nó được giải tỏa điện tích đi rồi thì ô này nó dương điện hơn đúng không ô này dương điện hơn cho nên cái liên kết giữa ô với h này nè nó sẽ không còn bền vững như là cái liên kết oh của alcohol mà nó sẽ có xu hướng ô nó sẽ giành lấy ô nó đang thiếu thiếu điện tích so với bình thường rồi đúng không ô của alcohol này nó không bị rút nhiều như là phenol cho nên nó sẽ bình bền vững đúng không nó có đủ electron cho nó còn bây giờ ô nó bị rút electron xuống dưới vào benzen rồi cho nên nó sẽ bị thiếu điện tích âm, nó sẽ lấy điện tích âm của liên kết OH và làm cho cái H này là nó dễ đứt ra ngoài hơn, nó dễ cắt đứt chỗ này ra và làm cho cái H chỗ phenol nó, nó sẽ có tính axit cao hơn hẳn so với lại là alcohol ha. Đó, cho nên tương tự như vậy ha, vòng benzen bên dưới, nếu mà bình thường benzen nguyên chất, hoặc benzen là C6H6 thôi nó không có cái nhóm thế nào hết thì khó tham gia phản ứng thế. Nhưng mà bây giờ nó được tăng cường điện tích âm ở ba vị trí hai vị trí auto với một vị trí bara cho nên nó sẽ dễ tham gia phản ứng thế hơn do nó được hoạt hóa ba vị trí đó nó tích nhiều điện tích âm hơn rồi ha đó là tại sao nó sẽ gây ra những tính chất hóa học bây giờ mình đi sâu vào tính chất hóa học từ từ nè phenol như lúc nãy mình nói cái liên kết OH nó dễ đứt để nó phân ly ra H cộng cho nên phenol nó có thể hiện tính axit ha nhưng mà yếu thôi axit yếu nha 10 mũ trừ 10 ha. Ka nó 10 mũ trừ 10 à Vậy nên tính axit của nó sẽ yếu hơn nấc 1 của carboxylic axit carbonic axit tức là H2CO3 đó các em. H2CO3 nó là CO2 với nước đó CO2 với nước mình biết nó là làm axit rất là yếu rồi đúng không Phenol nó còn yếu hơn cả H2CO3 nữa nhưng mà nó nhưng mà nó vẫn mạnh hơn HCO3 trừ nha các em. HCO3 trừ mình có thể xem như nó là một axit nữa axit liên hợp của CO3 hai trừ đúng không cho nên bây giờ nó vẫn mạnh hơn được nấc 2 nha nhưng mà nó thua nấc 1 nó nằm giữa giữa của hai cái H cộng trong carbonic axit đó bây giờ thì mình sẽ xét cái phản ứng nè vì nó có tính axit yếu cho nên nó tác dụng được với những cái base như thế này nào H nó là OH trừ chỗ này đúng không nó có cái điện tích âm trên O này nè nó sẽ bắt lấy H cộng của C 6H5 OH đây là H cộng đúng không H cộng O này là OH trừ đúng không hai cái này sẽ kết hợp với nhau thành nước đó còn lại là Na nó sẽ đi vào thế chỗ của H. Để nó thành là muối phenolat. ha Muối phenolat chỗ này là c 6 5 o Na. H cộng nó đứt ra. Na đi vào giống như phản ứng thông thường thôi. Ví dụ chỗ này mình thay bằng HCl ở đây. Cũng cộng với NaO H được. Để nó thành là NaCl với lại là H2O. Vậy bản chất là uh, Na nó vào thế chỗ của H đúng không? Thành NaCl. H đi ra kết hợp với OH trừ thành nước. Đó phương trình phản ứng nó cũng giống vậy thôi. Phenol nó cũng mất đi H cộng chuyển thành nước và Na đi vào thế chỗ của H cộng tạo thành muối của phenol. Tiếp theo, bây giờ cái phản ứng tiếp theo là phản ứng mình nhìn thấy là từ C6H5OH tác dụng với Na2CO3 ra được là c 6 h 5 ona với lại là Na HCO3. Bản chất đây là một phản ứng axit mạnh đẩy axit yếu. Đúng chưa? Cái này mình có thể xem như là một axit yếu này đúng không? Axit yếu. Đây là một axit mạnh này đúng không? Axit mạnh mạnh hơn mạnh hơn thằng này thôi nha chứ được ra so về mặt tổng thể nó vẫn yếu đúng không? acid này là axit mạnh mạnh hơn cái HCO3 trừ cho nên nó đẩy được HCO3 trừ ra khỏi muối của nó ví dụ như mình có mình lấy H2SO4 đi mà mình cộng với lại là à, mình cộng với lại là Na2CO3 đi có phải nó đẩy ra thành là Na2SO4 cộng với H2CO3 thành CO2 với nước luôn đúng không H2CO3 đi viết vậy cho dễ hiểu đây là acid mạnh đi vào đẩy axit yếu ra Đúng chưa? Bản chất của C6H5OH cũng vậy ha, nó đẩy axit yếu NaHCO3 ra, nhưng mà có dùng dư phenol đi nữa nha. Sau khi tác dụng xong có dùng dư đi nữa nó cũng không có tác dụng tiếp để đẩy ra tới CO2. Phenol nó yếu, nó không đẩy ra tới mức CO2 được. Ngược lại ha, CO2 nó lại đẩy được cái thằng này, được chưa? Có một cái phản ứng ngược lại của phản ứng này. CO2 nó đẩy được axit yếu ra ra phenol so với H2CO3 thì H2CO3 này mạnh hơn. Cho nên ở đây mình sẽ có phương trình là H2O cộng với CO2 nó là H2CO3 đó nó sẽ tác dụng được với cái muối của phenol để nó đẩy ra phenol ha C6H5O OH để nó ra được là chỗ này mình có thể đẩy cho dư luôn thành là na HCO3 đó lúc này là axit mạnh nè đẩy một axit yếu ra khỏi muối là được chơi game nó nó giành lấy cái na của nó được chưa nhớ cái phản ứng ngược lại này nha phản ứng ở trên thì nhớ nó không có ra được CO2 dù phenol có tính axit nhưng mà không đủ mạnh để đẩy ra tới CO2 mà chỉ axit hóa một cái điện tích âm trong này thôi từ CO3 hai trừ thành là HCO3 trừ hết không có đẩy lên CO2 nha rồi đó là về tính axit yếu của phenol bây giờ mình qua tiếp các cái phản ứng thế lên trên vòng benzen của phenol lúc nãy mình biết là nhờ cặp E trên O này cộng hưởng xuống bên dưới cho nên các cái vị trí octo và para nó dễ tham gia phản ứng đúng không vị trí octo và para dễ tham gia phản ứng vậy thì nó sẽ thế được với nước Uh, Bromin tức là Br2 trong nước mà không cần xúc tác gì cả. Đối với benzene, các em nhớ xúc tác chưa? Đối với benzene thì mình phải cần xúc tác là muối uh, FeBr3 đúng không? Nó mới tác dụng được. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ cần là uh, dùng cái nước brom bình thường thôi, nó sẽ được tự phản ứng luôn. Nếu mà nước brom đó nó loãng thì nó sẽ tác dụng tỷ lệ 1:1 thôi, nó có thể vào octo hoặc para nhưng mà nếu mà dùng đủ nồng độ dùng dư thì nó có thể đẩy lên hết thành là ba vị trí uh, octo và para thoải mái luôn ha nó phải ứng xảy ra dễ dàng ở điều kiện thường không cần đun nóng không cần xúc tác gì cả nó sẽ ra được cái hợp chất như thế này ha tương tự tác dụng với hno ba loãng thì nó sẽ gắn vào một trong hai vị trí octo hoặc là para nhưng mà nếu dùng hno ba có thêm cả xúc tác dùng dư và có thêm cả xúc tác h2so4 uh, 98% đậm đặc nữa thì nó sẽ tạo ra được ba cái vị trí N2 luôn ha các em HnO3 mình có thể hiểu đây là cái chất HONO2 Đúng chưa H2 số 4 nó sẽ làm đứt cái liên kết này ra nè Để nó tạo ra được NH NHNO2 NH... cộng NHNO2 cộng đó nó sẽ đi vào Nó sẽ phản ứng với cái chỗ mà đang tích điện âm chỗ này nè đúng không Chỗ này nè nó đang tích điện âm ở ba vị trí này no 2 cộng nó sẽ đi vào đó Và cái H trong này nó sẽ đi ra đúng không Nó đứt cái H trong này đi ra để nó kết hợp với cái OH này thành nước ha các em Đó là cái về mặt cơ chế phản ứng bạn nào học sâu bên chuyên bên hữu cơ thì các em sẽ học phần cơ chế phản ứng sau còn bây giờ thì chỉ nói về tổng quát phản ứng nó sẽ như thế này học thuộc lòng trước đã à, các cái phản ứng này là phản ứng thế nha các em bản chất chỗ này lúc đầu nó có h còn benzene này nó có h này đúng không br đi vào thế chỗ của h rồi cho nên gọi là phản ứng thế ha sản phẩm ở đây nó sẽ vào vị trí 246 tức là vị trí octo và para so với cái nhóm oh rồi tên sản phẩm thì cũng đọc đơn giản thôi Uh, 246 tri promo tức là ba cái promo nó nằm ở vị trí 2, 4 và 6 OH luôn mặc định là số 1 nha các em rồi số 2 số 4 nè số 6 nè ha tương tự NO2 thì cái gốc đó là gốc nitro ha, hay là nitro thì đây là tri nitro phenol mình cũng đọc là 246 tri nitro ha nhưng mà nó có một cái tên riêng nữa là picric acid rồi vậy thôi mình phải học thuộc lòng nha những cái chất này đều là chất kết tủa cả các em ký hiệu thêm chỗ này cho thầy một cái nha đây là kết tủa màu trắng. Được không? Cái BR cắm trực tiếp vào benzen thì nó sẽ có màu trắng. Còn nộ 2 cắm trực tiếp vào benzen thì nó sẽ có màu vàng ha các Kết tủa này sẽ là kết tủa vàng. Lưu ý là chỗ này HNO3 nếu mà mình chỉ muốn cộng vô một một trong hai à, đầu là octo hoặc para thôi thì mình chỉ cần dùng loãng thôi, không cần dùng xúc tác, không cần đậm đặc gì cả. Nó tự động nó phản ứng xảy ra được là thế vào vị trí octo hoặc para luôn ha. Chỉ cần một trong một góc nổ hai thôi thì mình dùng loãng là đủ rồi. Đó, đó là về tính chất hóa học của phenol nó nó chỉ có vậy thôi đó. Nó chỉ có phản ứng của nhóm OH hơi có tính axit một chút và nó có phản ứng lên trên một benzen nhờ cái nhóm OH đó nó ảnh hưởng lên một benzen truyền ngay đấy trong trong vòng benzen ha. Tính chất hóa học của phenol thì mình chỉ có hai phản ứng chính đó thôi. Bây giờ mình đi vào trong ví dụ số 3 nè, viết cái phương trình uh, giữa hợp chất này với lại là na. Giữa hợp chất này, hợp chất này thì nó có một gốc một bên là phenol, một bên là alcohol nè đúng không? Vậy thì khi tác dụng với na thì cái nhóm này nó không có tính axit mạnh nhưng mà nó cũng đã tác dụng với Na rồi thì đương nhiên nhóm này có axit thì nó cũng sẽ tác dụng với Na luôn ha okay. khen Na nó sẽ vào hai chỗ đó luôn cho nên đây thì mình sẽ viết theo dạng thu gọn đi để lát nữa mình còn cộng Br2 mình sẽ viết dạng công thức cấu tạo sau để dành chỗ nha đây mình sẽ viết thành là HO C6H4 thôi mình sẽ không vẽ cái vòng benzen ra nha để dành chỗ đó CH2OH rồi khi tác dụng với Na thì hai đầu này đầu nào cũng tác dụng với Na hết cho nên đây cộng được tới hai Na ha hai na nó sẽ thành một cái muối đây là nao c6h4 rồi ch2 còn lại giữ y chang ha o na hai cái h nguyên tử bay ra thành một cái phân tử h2 này thôi phương trình phản ứng xong rồi đó còn khi tác dụng với nao h thì cái đầu nào có tính axit nó mới tác dụng đầu này có oh nhưng mà oh này nó không có tính axit đầu này mới tác dụng được nè thì nó sẽ có phương trình là ho c6h4 ch2oh cộng với NaOH khác. Để ra được là NaO. C6H4 CH2OH cộng với H2O. Được chưa? Đó là phương trình B ha. Đây thì đánh dấu vô chữ A đây, B đây. Rồi Na2CO3 thì sao? Na2CO3 thì mình có nói rồi. Cái nhóm phenol này nè, nó chỉ tác dụng được với một nấc của Na2CO3 ra, nó đẩy lên NaHCO3 là hết. Nó không có đẩy ra CO2 nha. Câu C nè, mình sẽ viết phương trình là HO C6H4CH2OH khi mà tác dụng với Na2CO3 phenol thì tác dụng được ha nó sẽ chuyển thành là một cái Na đi ra nè đúng không thành là NaO C6H4CH2OH nhưng mà cái bên còn lại nó chỉ có một cái H đi vô nè đúng không một cái Na đi ra đúng không vậy thì nó sẽ thành là Na còn còn một Na nha mới có một cái Na đi vô mà còn một cái Na và thành một cái H cộng nó sẽ nhảy vào đây thành CO, NaHCO3 ha rồi, vậy là mình xong câu C ha. Câu D mình sẽ bắt đầu vẽ cấu tạo ra nè. Ở đây thì mình sẽ vẽ xoay nó lên chút đi cho nó đúng cái hướng. Đúng cái hướng quen thuộc thôi. Chứ được ra cái để ngang cũng được nha. Đây thầy xoay nó lại một chút. OH nằm đây đi. CH2OH. Thì cái nhóm này thực ra nó cũng là một cái nhóm no cũng đẩy ở trong đó nhưng mà nó không bằng cái nhóm OH trong OH nó cộng hưởng cặp E nó đi xuống luôn mà. Đúng chưa? Cho nên khi cộng với BR2 người ta không nói tỷ lệ bao nhiêu đúng không? cũng không nói tỷ lệ bao nhiêu thì mình có thể cho tỷ lệ 11 hay 12 đều được. Rồi, mình sẽ viết tỷ lệ 11 thôi nha. Ở đây thì nó có hai vị trí octo đúng không? Chứ còn ba ra thì nó mất chỗ rồi, nó còn hát chỗ này nó đâu thế đúng không? Nó chỉ có thể vào một trong hai bên đó mà bên nào cũng được như nhau, hoặc là vào cả hai bên. Được không? Ở đây thì thầy chỉ cho nó vào một bên thôi nha. Nó sẽ ra được cái sản phẩm như này. Nó sẽ vào vị trí octo ha các em. BR vào đây. CH2, kem cho bên trái cũng được nha, rồi br vào thì một cái h đi ra đúng không kết hợp với cái br còn lại thành hbr đó đây là cái sản phẩm của cô dê vậy thôi mình hiểu được tính chất cái gốc nào là gốc phenol gốc đó nó có tính axit hơi hơi thì nó phản ứng như thế nào được chưa còn cái vị trí thế của br nó sẽ theo bài học thôi nó sẽ cộng hưởng vào cái vị trí nhiều ở trong lúc đó nó tăng cường nhiều ở trong nhất là ở chỗ octo và vị trí para ha rồi mình xong ví dụ số 3 mình qua tiếp ví dụ số 4 nè một cái câu liên quan tới thí nghiệm ha. Đầu tiên cho phenol vào trong ống nghiệm chứa nước, lắc ống nghiệm thấy dung dịch có màu trắng đục. Viết các phương trình hóa học, giải thích hiện tượng. Rồi, màu trắng đục này là do phenol nó ít tan trong nước đúng không? Phenol ít tan trong nước. Ở điều kiện thường ha. Cho nên suy ra được là cái nước sẽ lẫn cái phenol dạng rắn đúng không? Cho nên có màu trắng đục. Bị lẫn phenol không tan đi, không tan có màu trắng đục đó. Rồi, tiếp theo khi mà cho NaOH vào ống nghiệm thì thấy chất rắn tan và dung dịch chuyển sang màu trong suốt, tức là do phenol nó phản ứng chuyển thành muối và muối nó tan tốt trong nước ha. Khi cho nào khi cho NaOH vào thì phenol nó sẽ phản ứng tạo ra cái muối tan tốt trong nước ha. Ở đây nó là phương trình là C6H5OH cộng với NaOH ra được là C6H5 O na cộng với lại h 2O được chưa? Đó là xong được hai cái ống nghiệm đầu tiên trong cái hình này đúng không? Tiếp theo, sụt khí CO2 vào thấy dung dịch chuyển sang màu trắng đục như ban đầu. Tức là nó sẽ có phản ứng đẩy cái muối này nè, trở trở lại phenol ngay từ đầu đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ viết tiếp. Khi cho khi cho CO2 vào dung dịch xảy ra phản ứng chuyển phenol, chuyển muối của phenol. Trở lại phenol đúng không? Dung dịch lại vẫn đục trở lại ha, dung dịch vẫn đục trở lại, dung dịch đục trở lại. Phương trình của mình chỗ này thì mình có thể uh, viết theo dạng uh, cấu tạo hoặc là thầy viết theo kiểu này cho nhanh nha các em. ONA cộng với lại là CO2 cộng với lại nước thì nó sẽ chuyển ra thành là C6H5OH đúng chưa nó ít tan ở đây mình sẽ viết ở dạng kết tủa luôn nó thành là NaHCO3 ở đây nữa phương trình này các em thể viết hai chiều nên viết là hai chiều nha tại vì đây là hai cái axit yếu tác dụng với một cái axit yếu đẩy một cái axit yếu ra hơn nó sẽ có cái chiều ngược lại nữa nhưng mình ít hơn nhưng mà nó dù sao nó vẫn là bản ứng hai chiều bên này mình viết vẫn một chiều là do nao là một cái ba một cái base mạnh rồi đúng không rồi tiếp câu số 5 nè picric acid được sử dụng làm thuốc nổ. Để tổng hợp được picric acid, người ta cho 47 g phenol tác dụng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc dư. Tức là nó tạo ra được là 246 trinitrophenol đó đúng không? Chính là tên thông thường của nó chính là picric ha. Thu được hiệu suất có phản ứng là 65%. Rồi, vậy mình cứ viết phương trình ra trước. À, đây mình sẽ vẽ ra đây nha. Như thế này. Phenol ban đầu đi cộng với 3 cái HNO3 xúc tác ở đây là h 2 mươi 4 đặt để hỗ trợ cho phản ứng dễ tạo hành nợ O2 cộng hơn rồi nó sẽ ra được là cấu tạo của picric acid đây được chưa? Đây là kết tủa màu vàng nha cộng với lại là ba nước đúng không ba nhóm oh UH trong h nộ 3 kết hợp với ba cái h đứt ra của vòng benzen đó đúng không rồi bây giờ khối lượng của picric acid thì mình sẽ lấy là số mol của phenol trước 47 chia cho phenol thành như 94 77 cộng cho 17 đúng là 94 vậy là 0,5 mol đúng không đúng chưa rồi nhưng mà đây là số mol của bitric acid cũng chính là bằng số mol của phenol ban đầu luôn đúng không tỷ lệ 11 mà nhân em mà lớn của bitric acid thôi đây là 17 gốc giữa này là C6 còn có H2 đúng không 12 x 6 cộng 2 ba cái nhóm nợ 2 mỗi gốc 46 46 x 3 229 Rồi 47 chia cho 94 x 229 Thì mình ra là 114,5 Gam nha các em Rồi mình xong cái câu ví dụ số 5 Cái này để thầy bôi cái này Cái cho nó đẹp thôi Bây giờ mình qua tiếp cái nội dung Tiếp theo là về điều chế phenol Điều chế phenol thì người ta sẽ đi từ uh, Cái Cái uh, cumin ha, ở đây mình đọc đơn giản là cumin ha. Nó cho tác dụng với lại oxygen không khí và qua cái axit nó qua hai bước thôi các Bước đầu tiên là tác dụng với O2, tiếp theo là qua H2O4 phần này nó phức tạp lắm nha. Nó có sự chuyển vị nữa đó nhưng mà mình sẽ không nói quá sâu. Mình chỉ cần hiểu là O2 nó đi vào nó sẽ uh, chen giữa của cái liên kết CH này nè. Rồi nó sẽ cho tác dụng H2O4 là nó cắt đôi ra thôi, được chưa? Bản chất là nó rất là phức tạp nha. Chừng nào các em học sâu vào cơ chế các em sẽ biết. Đây mình chỉ cần học thuộc lòng thôi hoặc là mình có thể viết theo dạng sơ đồ thôi đừng viết phương trình ở đây là cho phenol và aceton cùng lúc luôn hả các em hai chất này nó sẽ tạo ra cùng nhau người ta chỉ cần thằng này dễ bay hơi mà đúng không người ta tách dễ ra còn này là chất rắn rồi tách ra dễ dàng ha trong một quy trình luôn từ cumen thôi mà nó ra được cả uh, phenol và aceton cùng một lúc luôn rồi đó là phương trình điều chế nha nhưng mà ngoài ra thì phenol có được điều chế từ nhựa than đá nữa trong nhựa than đá nó có sẵn phenol cho nên người ta tách ra thôi phương trình nó sẽ không có phương trình hóa học chỉ đây bây giờ mình sẽ vô cái uh, bài tập liên quan tới điều chế phenol nhưng mà một cái cách khác ví dụ số 5 nè ở điều kiện nhiệt độ cao áp suất cao xảy ra phản ứng thế nguyên tử halogen liên kết trực tiếp trong vòng benzen bằng cái nhóm oh uh, bây giờ muốn thay thế được cái nguyên tử halogen bằng cái nhóm oh đó, thì người ta cho tác dụng với naoh đúng không đó là đối với những cái hợp chất bình thường Ví dụ như mình học là C2H5Cl nè. Khi mà tác dụng với NaOH không có ethanol hay ethanol này tách mất rồi đúng không? Nó sẽ được là C2H5OH cộng với NaCl đúng không? Nhưng mà đây là NaOH bình thường thôi. NaOH loãng thôi. Nhưng mà ở đây thì ethanol nó có cái sự cộng hưởng của Cl lên vòng benzen cho nên nó sẽ khó tách lắm. Nó muốn dùng được nó phải sử dụng NaOH đậm đặc và nó phải đun nóng nữa kìa, nó phải đun nóng, nó phải dùng áp suất cao nữa. Ở đây đun tới 300 độ C áp suất tới 203 lần nè, đúng không? Gấp 200 lần so với áp suất thông thường. Đó, viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra. Khi mà đun nóng ro benzen với lại là nao hắc đặc. Đây, phương trình của mình đây. ro benzen tức là có một cái CL gắn vào benzen ha. CL nó cũng giống như O vì nó, nó cũng có cặp E chỗ này, nó cũng cộng hưởng vào cho nên nó tạo được liên kết đôi chỗ này nè, đúng không? Cho nên khó mà cắt đứt ra lắm. Chờ, muốn cắt đứt phải dùng nao đậm đặc. Ở đây người ta cho nao hắc đậm đặc rồi. Đun nóng thì uh, áp suất cao là đúng không áp suất cao rồi nào khắc này đậm đặc luôn thì nó sẽ ra được cái nào theo bản chất phương trình đó, thì nó sẽ ra được phenol trước rồi đúng không uh, OH đúng không cộng với lại là NaCl nhưng mà các em để ý coi cái này là một cái nhóm mà có axit ở đây mà có nào dùng dư nữa thì hai cái này nó sẽ không thể nào mà nó dừng ha cái cái OH này sẽ tiếp tục tác dụng thêm một cái nào nữa thì tổng cộng mình sẽ cho tác dụng tới tỷ lệ 1,2 ha cái nào khác tiếp theo sẽ tác dụng với chỗ này nó chuyển thành là ona luôn và một nước tách ra luôn ha đó phương trình của mình nó sẽ như này tổng thể phương trình nó như này ha các em thể tách ra thành hai phương trình cũng được nhưng mà các em nên gộp luôn nha gộp luôn như vậy là đúng nhất rồi câu b là lập sơ đồ điều chế phenol từ benzen và các hợp chất vô cơ từ benzen bây giờ mình sẽ cho phương trình giống giống như câu a đó đúng không à, bây giờ cho phương trình giống giống câu a đầu tiên thì mình sẽ cho nó chuyển thành cl trước muốn thành Cl thì mình sẽ cho hoàn thành BR trước đi cho dễ. Cộng với BR2 sơ đồ thôi không cần viết phương trình. BR2 mà có xúc tác là Fe, BR3 đúng không? Nó sẽ cộng vô, không có nó thế vô chứ. Nó sẽ thế vô vòng benzen BR ở đây. Tiếp theo mình sẽ cho tác dụng với NaOH đậm đặc dư. Đúng chưa? Để nó thành cái phương trình giống giống ở trên chẳng qua là thay NaCl thành là br thôi. Nôn nhiệt độ cao, áp suất cao, đúng chưa? Để nó chuyển thành là O, ONa đúng không? O-Na mà muốn chuyển về OH thì dùng gì? Nên giờ O-Na muốn chuyển thành Na-O-H thì mình chỉ cần dùng một cái axit để đẩy ra. Axit mà rẻ tiền mà đơn giản nhất. Em có thể dùng HCl cũng được nhưng mà nó mắc tiền á, dùng CO2 với lại nước là dễ nhất, đúng không? Nó sẽ đẩy ra được là C vòng benzen đúng không? Rồi thành là OH thôi, thành là phenol luôn. Với lại là Na2, NaHCO3 đúng không? Đó, phương trình nó sẽ như này nha. Từ các chất vô cơ không đúng không? Vô cơ vô cơ vô cơ hết rồi đúng không chỉ có ban đầu là benzene là hữu cơ thôi vậy là xong câu b nha bây giờ mình tới câu c nè tính khối lượng của benzene cần thiết điều chế được 9,4 kg benzene theo sơ đồ ở câu b biết hiệu suất của cả quá trình là 42 bây giờ tính số mol của phenol trước đi tính số mol của phenol thì mình có là 9,4 kg chia cho 94 đúng không mình sẽ ra được là 0,1 kg mol tức là bằng là nhân một lên là 100 100 mol đúng không? Thì thì theo lý thuyết đúng không? Theo lý thuyết số mol của benzen benzen theo lý thuyết à, để vậy thôi. Theo lý thuyết thì đó là 100 nhân cho 78 đúng không? là 7800. 7800 g đúng không? Nhỉ? Hoặc là 7,8 kg nhưng mà hiệu suất của quá trình là 42%, tức là phải dùng nhiều hơn một chút để bù trừ phần hao hụt. Vậy là khối lượng của benzene cần thiết, M của benzene thực tế. Thực tế thì mình sẽ cần là 7.800 đó đó. Nhưng mà phải nhân cho 100 chia cho 42 cái nữa. Rồi có được bao nhiêu? 7.800 nhân cho 100 chia 42 thì mình ra được là cỡ 18.571 gam đúng không? Cỡ khoảng 18,6 kg. Rồi, vậy thôi. Ô hay là nó là 18,6 kg benzen ha. Thực tế nó sẽ cần như đó. Rồi. Tại vì ở đây là phải ứng tỷ lệ 1 1 Nó đều có một phần benzen này. Nó đâu có hệ số gì đâu. Đâu cần phải nhân gì ha. Số mol phenol bao nhiêu thì cần đúng mấy nhiêu benzen ban đầu Phần cuối cùng là phần ứng dụng nè. Phenol thì nó sẽ có là nguyên liệu tổng hợp các loại nhựa, đặc biệt là nhựa phenol formaldehyde hay là nhựa bakelite đó, hoặc là bakelite Be đó, nhựa bakelite đó thì nó sẽ có liên quan tới chương polymer của lớp 12 mình sẽ học sau. Bây giờ mình biết là nó có được quyền tạo ra nhựa, rồi tơ sợi, tơ sợi nylon 66 này nè, nylon 66 này tức là nó tạo ra từ từ một cái amin 6c với lại là cái axit 6c cái này nó axit 6C nó lại có nguồn gốc từ phenol người ta hydrogen hóa để nó chuyển nó thành là uh, cyclohexanol rồi sau đó người ta mới axit hóa để cắt đôi cắt cái vòng đó ra để nó tách thành là một cái axit hai chức từ từ mình qua chương axit mình sẽ gặp lại cái chất này sau rồi tiếp theo là đó là những cái ứng dụng nó là nguyên liệu nó là nguyên liệu trong cái quá trình mà tạo ra nhựa chất dẻo nó là nguyên liệu để tạo ra tơ sợi và phenol còn được dùng làm chất xúc miệng diệt khuẩn trong một số cái loại nước súc miệng mà để diệt vi khuẩn trong trong miệng của mình luôn á Là người ta cho một ít phenol vào trong đó Đương nhiên nhiều quá nó độc đúng không? Người ta cho khoảng 1%, 1,4% cỡ cỡ đó Thì nó sẽ cho vào trong cơ thể thì nó sẽ súc thôi, không có uống Súc miệng thôi thì nó sẽ có cái tác dụng diệt khuẩn ha Ngoài ra người ta có thể có cái phản ứng mà chuyển hóa từ từ thành aspirin và paracetamol nữa Vô cái phần luyện tập thì mình sẽ bắt đầu học tới những cái hợp chất liên quan tới dược phẩm như vậy sau ở đây mình biết là nó là nguyên liệu để sản xuất thuốc, để sản xuất nhựa, sản xuất tơ dại. và có thể dùng luôn cho quá trình diệt khuẩn thế thôi. Biết sơ sơ như vậy được rồi. Tính chất của phenol thì mình không cần quá sâu giống như lão cô ho. Về ứng dụng thì mình cũng không cần quá sâu. Bây giờ mình sẽ vô luyện tập một số câu nữa ha, là mình qua phần trắc nghiệm nữa là mình kết thúc chương áp cuối của lớp 11 nha.